Triệu như vậy hỏi với tới nó thì nó hỗ lo gia đình, mà nhà cửa thì một tay em lo không à. Ừ. Từ một cái ly một cái chén em cũng vẫn lo, quần áo em giặt. Ừ. Rồi em phơi bất cứ cái trong chuyện gia đình là em lo hết. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một anh trai rất phong độ đẹp trai đến từ một tỉnh rất xa từ dưới miền Tây lên đây cần tìm vợ đơn giản. Liệu ngày hôm nay anh có tìm được ai không? Xin mời mọi người cùng đón xem. Thay mặt anh em ở đây, chào anh nhé. Anh giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Em trước nhất là em chào cộng đồng mạng, rồi sau là chào ba em. Em tên là Nguyễn Thanh Tứ, sinh 1971, quê quán ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh 1971. 71 ha. Anh tên là anh Tuấn hả? Nguyễn Thanh Tứng. Rồi thế thì mình ở dưới Mỹ Tho, mình đi lên đây khi nào? Em đi chiều hôm qua, tới sáng hôm qua, rồi tới trưa tới đây, mới nhà nghỉ đẳng. Trời ơi, trưa ngày hôm qua tới đây. Ừ. Muốn nhà nghỉ tới hôm nay mới làm việc. Ừ. Trời ơi cực thế. Con mình cũng nhát. Rồi thế thì hôm nay anh lên đây rồi đi mất 2 ngày như vậy có mệt không? À cũng mệt, cũng hay mệt. Tại vì chạy xe quen rồi đi xe đò cái nó mệt. Ừ. Chạy xe quen đi xe đò nó mệt ha. Trời ơi vất vả thế. Rồi thế thì hôm nay anh lên đây anh chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình nào. À, như là em có vợ 2 đứa con mà trước nhất á, trước tiên á, là không có làm giấy hôn thú. Ừ. Rồi sau á, là nó coi thường bên gia đình em. Ừ. Em thì cũng trọng bên gia đình nó mà nó coi thường bên gia đình em quá. Ừ. Xong xuôi rồi á, em có nhà có cửa mà nó đổ nợ mấy lần vậy đó. Ừ. Nó phải bán nhà bán cửa phải trả nợ cho nó. Ừ. Rồi cái đợt này á, nó làm quá em chịu không nổi. Rồi mấy đêm á kêu thôi giờ bỏ luôn. Bắt đầu em thì em bỏ luôn rồi đó. Bây giờ hai đứa con em á giờ em mua 2 chiếc xe cho nó vừa đi học vừa đi làm. Làm quá là sao? À rồi tại vì á em đi làm á mỗi tháng lương á là đưa tiền cho nó không mà. Ừ. Mà không biết sao nó đổ nợ ra lần mấy trăm triệu. Mà hỏi tới mấy trăm triệu như vậy? Hỏi với tới nó thì nó hỗ lo gia đình. Mà nhà cửa thì một tay em lo không à. Ừ. Từ một cái ly, một cái chén em cũng vẫn lo, quần áo em giặt. Ừ. Rồi em phơi bất cứ cái trong chuyện gia đình là em lo hết. Mà nó làm vậy em chịu không nổi. Rồi sau này á là em bỏ đi 2 năm nay em đi làm ăn á. Ừ. Em chạy xe em không ở nhà nữa. Rồi đi đầu nó đi buôn bán xong rồi về chiều tối. Ừ. Đi lên đồ đặt đi karaoke nhảy đồng. Ừ. Mấy đứa em không thích nữa. Trời ơi tội nghiệp dữ vậy. Thế anh ở dưới quê anh làm gì? À em ở dưới quê là trước là em làm bên tiệm vàng. Ừ. Rồi em chạy xe cho bên gia đình đó. Rồi xong rồi em thời gian rồi bắt đầu em nghỉ. Em mới qua bên chạy đưa đút đơn vô chạy bên xe cứu thương. Ừ. Trong bệnh viện. Bây giờ anh làm nghề cứu thương hả? À. Nhưng mà vợ mình là làm gì mà thiếu gì tới mấy trăm triệu rồi à? Mua bán ve chai. Vợ anh mua bán ve chai á? Ừ. Mua ve chai mà sao mà thiếu dữ vậy? Thì bởi vậy em không hiểu nữa. Nó mà hỏi tới nó thì nó hỏi lo gia đình không à. Ừ. Trời đất ơi. Thế là cuối cùng anh phát hiện ra là thiếu bao nhiêu tiền? À phát hiện ra là đổ nợ mấy lần rồi luôn. Rồi bây giờ cái tiền đó ai trả? Thì mà còn tay em trả không? Trả hết chưa? Trả hết rồi. Trả mấy trăm triệu luôn? Trả là cả tỷ luôn á. Trời ơi. Ông đi em ở nước ngoài gửi về cho mấy trăm triệu cũng trả đứt luôn. Nhưng mà bà làm thua lỗ hay là bà làm gì mà thiếu không nhiều? Biết mình hỏi là nó hô là nó lo gia đình không à. Tùy á. Nói tới là lo gia đình không à. Rồi anh lấy tiền đâu mà anh trả dữ vậy? Thì là đứa em bên nước ngoài á. Trả cả tỷ luôn. Ừ, dễ về em trả. Bán nhà trả rồi dễ tiền về trả. Trời ơi cả tỷ luôn. Ừ, rồi đợt này á là thiếu nợ mấy trăm triệu. Anh và anh cũng thương vợ dữ hả? À, trời ơi em lo vợ lo con lo đầy đủ. Nhiều khi á gây lộn một tiếng em còn không thèm gây nữa. Vậy hả? Gây lộn thì em bỏ đi. Gây lộn thì em bỏ ra quán phê. Em ít khi nào gây lộn vợ con.
Vậy bây giờ rồi cuối cùng rồi bây giờ vợ cuối cùng bây giờ em phải bỏ. Mình bỏ hả? Ừ, em bỏ em đi. Thiếu tiền quá chịu nổi hả? Chịu không nổi. Trời đất ơi. Quá trời quá đất. Hai căn nhà bán hết hai căn nhà luôn. Ừ. Rồi. Thế anh chia tay lâu chưa? Dạ. Em... chia tay vợ lâu chưa? Trên này là em biết mấy tháng rồi mà có cái là em ngại em không dám. Ừ. Mà bây giờ là mấy em nó kêu em lên đây chương trình này em mới đích thân lên luôn. Ừ. Rồi hôm nay anh lên đây mình nói chung là mình chia tay vợ là ok hết rồi đúng không? Chia tay là hai năm nay rồi. Giấy tờ làm đầy đủ hết rồi đúng không? Đầy đủ hết. Rồi không sống nổi nữa. À không. Bây giờ anh vẫn đang làm nghề chạy xe cấp cứu hả? Anh chạy xe cứu thương. Lương mình thu nhập ổn định không? Là lương em là 6 triệu là tiền này tiền kia nữa. À, chạy ra là gần 7-8 triệu. Gần chục triệu ha. Ừ. Ừ. Rồi. Rồi hôm nay anh lên đây anh muốn tìm kiếm một người thương như thế nào? Em kiếm một người là em có để ý một người là cô Thiền á. Ừ. Cô Thiền ở Bình Phước á. Ừ. Là cái cô đó là nói chuyện có phúc có hậu. Ừ. Mà nói chuyện dịu dàng. Thế thì anh xem clip của Thiền xong rồi anh cảm nhận cô ấy là em người coi như thế nào? Suốt luôn á. Có đi coi lại luôn. Có đi coi lại suốt luôn. Tại vì á, nói chuyện có phúc hậu, hiền. Đó, em để ý cô đó thôi. Anh ấn tượng nhất cái điều gì ở cô Thiền? Tại vì nói chuyện á, là nhẹ nhàng, dịu dàng. Rồi có phúc, có hậu, có tâm, có tầm đó. Là anh thích, thích cái chỗ đó. Khoái luôn. Nếu mà về sống á em không cần, em không cần mà sống mà lo bên vợ lo vợ con lo vậy đó. Ừ. Mà tự em tạo ra tự em lo cũng được đó. Cái người đó khỏi cần lo cũng được đó. Ừ. Rồi bây giờ anh chia sẻ chút xíu về cái tính cách của mình á. Tính cách của em mà tính cách là sao? Bản thân mình tính mình sao? Bản thân á là nếu mà bản thân em mà nói là em buồn. Em buồn có cái là vợ nói không nghe, làm đổ nợ, cái em buồn, cái em ra quán phê em ngồi, em suy nghĩ. Thương vợ, thương con như vậy là mấy lần vậy đổ nợ. Vợ đẹp không? Hả? À, vợ thì cũng đẹp. Ừ. Nếu bây giờ mà cô Thiền mà không đến được với mình á, thì người khác đến với anh có đồng ý không? Đồng ý. Anh cần một người như thế nào? Em cần cái người mà nói chuyện có phúc hậu, có đạo đức. Mà đừng có cờ bạc, đừng có này kia là được. Ừ. Đừng có lo đua đòi với người ta là dạ. Không cần phải giàu có. Không cần người giàu có. Chứ anh đang sống ở nhà mình, ở nhà ai? Như em sống là em sống ở nhà trọ. Mà em có miếng đất. Cái nhà mình đâu? À, nhà thì để cho vợ con ở rồi. Ừ. Rồi nhớ em gửi tiền về mua miếng đất đang cất nhà. À, đang làm nhà. À. Nhà xây nhà lớn không? À, cái nhà bề ngang có 5 mét, bề dài có 3 mấy mét. Ừ, bề này quá bự rồi. À. Là mà không xây hết, để cái khúc sau lại để nuôi gà, nuôi vịt vậy đó. Bây giờ là làm nhà mới rồi đó để cưới vợ. Thì đó, nếu mà cái người đó, nếu mà bây giờ cái người đó mà chịu về á thì sống chung á, thì cũng về cũng vẫn được. Ừ. Mà cái anh về bên đó sống cũng được. Ừ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Ừ. Mà nếu mà anh giờ anh đã sống đó, anh không cần người đó lo cho anh đó. Ừ. Tự anh tạo anh lo. Tại vì anh có nghề nghiệp mà, chứ anh phải anh không thất nghiệp đâu. Nghề tài xế ha? À. Anh có xe không? À. Xe của thương bên trong bệnh viện á. Ừ. Rồi xe nhà thì có xe ông Đa thì có mấy chiếc. Ừ. Bây giờ lấy vợ về mình có cần phải vợ làm gì không hay là à, mình nuôi vợ luôn? Thì nếu mà cái người đó mà có biết á, biết mà thương chồng á thì làm ăn á thì có cũng rất là dễ. Ừ. Còn nếu mà người đó mà không có chuyện không ai chuyện làm á thì anh vẫn lo được nữa. Anh nuôi mà luôn. Người đó không có ăn chơi đua đòi người ta. Anh chấp nhận. Anh chơi đua đòi là thua ha. Ừ, đua đòi. Nếu mà nuôi cuộc sống bình thường là được. Thế anh có cần một người độ tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Thì đồng tuổi từ 50 tới 57, 58 được. 60 ha. Ừ. Ừ. Lớn hơn anh cũng được. Ừ, lớn hơn vài tuổi được. Tại vì bà xã cũng lớn hơn vài tuổi á. Ừ. Đó, vậy là bây giờ cuộc sống của mình cũng độc lập tự do. Độc lập tự do. Ừ. Sống một mình.
tài chính bây giờ mình ổn định không? À, tài chính thì bây giờ đang làm ổn định. Đang có nhà ha, chuẩn bị xây nhà. Rồi, quá đã luôn. Vậy là xây nhà sắp xong chưa? À, còn tháng mấy nữa. Ồ, anh xây cái nhà này bự hay sao mà lâu vậy? À, xây tới bề ngang 5m. À, bề dài tới gần 30m ạ, à, 30m ạ. Dữ vậy? Mấy phòng? Tại vì xây là mình xây là chừa cái ngoài sau, khúc sau mình nuôi gà nuôi vịt. Rồi sau này nếu mà hai đứa nhỏ mà lớn lên á, mà nếu mà mẹ nó có ấy á, thì hai đứa nhỏ về đó ở cũng vẫn được. Tại vì em xây tới 3 phòng. Lúc đầu em làm giấy tờ thì kêu mẹ nó ra công chứng á, mẹ nó không chịu. Sao vậy? Thì không chịu thì em phải chấp nhận thôi, tại vì thương vợ thương con mà mình phải lo, mà nếu không chịu thì thôi. Rồi thế hôm nay anh lên đây để anh bây giờ có lời nào muốn nhắn gửi tới cô Thuyền không? Nếu mà đây như bây giờ anh nói, giờ nếu mà cô Thuyền thì nếu mà chấp nhận anh á, thì nếu mà về sống bên anh cũng vẫn được, mà anh về sống bên cô Thuyền cũng vẫn được, mà sống bên cô Thuyền tự anh làm tự anh lo cũng được, không cần cô Thuyền lo. Tại vì anh đã có nghề nghiệp mà cháu phải anh không có. Anh không cần, nếu mà chấp nhận anh á thì bất cứ cái gì cũng làm được. Rồi ok anh. Thì trước khi kết thúc thì em xin phép hỏi anh là anh có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ số, anh đồng ý không? Đồng ý. Rồi anh có cam kết những thông tin anh chia sẻ là đúng và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ nhá. À, đúng. Rồi xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện cũng khá phức tạp. Xin mọi người hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông và nhớ để lại những lời bình luận. Bây giờ xin cảm ơn. Xin kính chào. Hai lần rồi. Chị mua rồi. Nhà tôi mà chị tên gì? Em mặc ông đó. Hả? Chị tên gì ha? Nguyễn Chí Tân. À rồi có rồi, cô Vân nè, cô Vân ở ấp Đông Phước nè. Ừ. Bây giờ cô lấy một trai nữa hả? Dạ. Rồi cô nhiều luôn tiếp theo. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. 58 cô uống nó bớt chưa cô? Bớt quá nhiều lắm rồi. Dạ vậy thì bây giờ tiện thể cô lấy 2 chai luôn đi. Hay chơi vậy, có tiền rồi sao? Dạ, thôi lấy một chai thôi cũng được ha. Uống bớt là tốt rồi. Ừ. Thế thì trước khi cô uống thì tình trạng bệnh của cô như thế nào? Bệnh sao vậy? Nó đau hai cái giò, rồi nó đau luôn cái bàn chân, giò tay chân cứng nhắc thì không có co vô được. Bây giờ đỡ dữ lắm, nhiều em bớt nhiều lắm rồi. Sau khi cô uống bà nó bớt nhiều rồi ha. Rồi thế thì cô tiếp tục uống thêm chai cô chai nữa. Cô uống được mấy ngày thì nó bớt? Uống mới hết một chai đầu á. À vậy thì khoảng tầm gần 20 ngày nó bớt ha. Gần 20 ngày nó bớt ha. Rồi vậy là bữa nay cô lấy thêm chai nữa ha. Bây giờ 10 phần bớt được mấy phần rồi cô? Bớt cỡ 70% luôn á. Ồ vậy là tốt rồi cô ơi, con chúc mừng cô nhá. Rồi rồi con cảm ơn cô, con chào cô ha. Cũng tốt giới thiệu cho con. Dạ.